con gái cựu bí thư Quảng Nam bị mất trộm hơn 80.000 đô và công cuộc đốt lò. Các quan chức lãnh đạo đảng và con cái họ giàu ngoài sức tưởng tượng của dân chúng là điều có thật. Gần đây, dư luận xôn xao vụ nữ chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hương Giang bị lừa đảo qua mạng nhiều lần với tổng số tiền lên tới 170 tỷ đồng, tức là tương đương 7 triệu đô la. Trộm tài sản hơn 2 tỷ đồng của bạn gái. Ngay sau đó vào ngày 24 tháng 3, tờ báo Việt Nam Express Online đưa tin trộm tài sản hơn 2 tỷ đồng của bạn gái. Bản tin cho biết đối tượng Huỳnh Ngọc Tân, 31 tuổi, sống tại Vĩnh Long bị công an Thủ Đức tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, Huỳnh Ngọc Tân và cô gái sống tại chung cư Thảo Điền Mastery, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức có quan hệ tình cảm. Gần đây khi đến nhà bạn gái chơi, Tân thấy nhiều tài sản có giá trị và ngoại tệ nên đã nổi lòng tham. Lợi dụng lúc người yêu đang ngủ, Tân đã lấy trộm đồng hồ hàng hiệu, rượu ngoại, tiền đô la, tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng rồi bỏ đi. Sau đó Tân đã bị bắt giữ tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Liên quan đến vụ việc vừa kể trên, nhiều tờ báo quốc doanh cũng cho biết cô bạn gái này là con gái của cựu bí thư một tỉnh miền Trung nhưng không nói rõ tỉnh nào. Cụ thể, theo tờ báo Vietnamnet, cô gái trong sự việc là con gái cựu bí thư tỉnh ủy miền Trung vừa nghỉ hưu cách đây vài tháng. Với số tài sản mất trộm bao gồm một đồng hồ Rolex trị giá 1,2 tỷ đồng, rượu Tây rất tiền và tiền đô la Mỹ với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng, tương đương khoảng 80.000 đô la. Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị, chủ đề này đang được thảo luận sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng việc vụ việc này cho thấy tình trạng phổ biến hiện nay đó là các quan chức và người thân của họ có rất nhiều tiền. Đồng thời, qua đối chiếu với trường hợp bí thư tỉnh ủy nghỉ hưu ở khu vực miền Trung thời gian vừa qua, nhiều ý kiến khẳng định thông tin từ vụ việc nên trùng khớp với việc cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, người vừa thôi chức vụ bí thư tỉnh ủy vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Nhận định ngày càng được khẳng định hơn khi thông tin vụ trộm vừa được truyền thông nhà nước đăng tải, lập tức tỉnh ủy Quảng Nam vội đưa yêu cầu rằng cán bộ, đảng viên không bình luận, suy diễn những nội dung không đúng sự thật, tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc, chống phá. Ông Phan Việt Cường, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, lúc còn đương chức. Qua tìm hiểu được biết liên quan đến các vi phạm trong quản lý dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC và của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhận thầu, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam lúc đó là ông Phan Việt Cường đã bị kỷ luật khiển trách. Ngày 16 tháng 11 năm 2023, truyền thông nhà nước đưa tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Phan Việt Cường với lý do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo. Cụ thể, ông Cường bị cáo buộc có sai phạm liên quan đến các dự án của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC tại tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, các hành vi sai phạm của ông Cường không được làm rõ. Theo báo Vietnam Express cuối năm 2023 đã tiết lộ cho biết, ông Cường, 60 tuổi, được cho nghỉ việc sớm hơn 6 tháng so với tuổi bởi lý do sức khỏe. Ông Cường giải thích với tờ báo Vietnam Express rằng do sức khỏe của ông không đảm bảo để công tác, từ đầu năm 2023 cho đến nay phải đi điều trị bệnh tật. Công luận thấy rằng hai mục tiêu cao nhất của công cuộc chống tham nhũng ở bất kỳ quốc gia nào cũng phải làm giảm thiểu tình trạng tham nhũng ở mức thấp nhất, đồng thời phải thu hồi được tài sản tham nhũng ở mức cao nhất như có thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua những sai phạm của cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đã cho thấy, không những ông Cường không bị truy tố về tội danh cố ý làm trái để trục lợi mà các cơ quan chống tham nhũng còn bỏ qua biện pháp thu hồi tài sản do phạm tội mà có, mà số tài sản bị mất trộm của con gái ông Phan Việt Cường là một ví dụ rất cụ thể. Những sai phạm liên quan đến lãnh đạo cấp trung và cao của Đảng như vụ việc nêu trên, quan tham lợi dụng lỗ hổng của pháp luật để mà tham nhũng, nhưng khi bị phát hiện, Đảng lại xử lý theo kiểu giơ cao đánh khẽ. Trên thực tế, công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hầu như đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào, kể cả mục tiêu duy trì tình trạng tham nhũng ổn định cũng không thành công. Điều đó liên quan gì đến những cáo buộc cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang duy trì một chính sách chống tham nhũng để
nuôi tham nhũng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin con gái cựu bí thư Phan Việt Cường mất trộm hơn 80.000 đô la và công cuộc đốt lò. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Vì sao Tô Đại dứt khoát không chịu rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an? Cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là một chính khách trẻ, có mối quan hệ đặc biệt với ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu không xảy ra biến cố vừa qua, có khả năng ông Thưởng sẽ trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vào khóa 14. Một trong lý do khiến ông Thưởng bị hạ bệ được cho là do bàn tay của Tô Lâm. Nhiều ý kiến cho rằng đến nay ông Tô Lâm đã trở thành kẻ siêu quyền lực, nắm quyền chi phối nội bộ đảng chứ không phải là Tổng Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bởi mối quan hệ và những mối quan tâm lớn nhất trong đảng là luôn phải giữ an ninh chính trị để duy trì chế độ độc quyền lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội, mà Tô Lâm chính là người đã và đang xây dựng hệ thống nhà nước công an trị. Do đó, ông ta có đủ kinh nghiệm để trở thành người nắm giữ vị trí đứng đầu đảng. Theo công luận, qua sự cố ngã ngựa của ông Võ Văn Thưởng cho thấy 100% lãnh đạo cấp cao của đảng hiện nay đều không khác ông Thưởng. Họ đều không trong sạch, đều là tham quan, ăn cắp, hối lộ, chỉ là họ chưa bị lộ mà thôi. Vì vậy, một khi Tô Lâm ra tay để đạt được tham vọng trở thành Tổng Bí thư thì họ phải coi chừng. Tuy nhiên, đừng quên với nguyên tắc lãnh đạo tập thể, mỗi nghị quyết của Bộ Chính trị đều phải dựa trên sự biểu quyết của đa số. Việc loại bỏ các nhân sự cấp cao từ Ủy viên Trung ương trở lên đều được Bộ Chính trị bàn thảo, cân nhắc theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng với sự kiểm tra kỹ càng của Ban Nội chính Trung ương. Những cơ quan này đều là các cơ quan chuyên trách của Đảng dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho đến lúc này, số lượng lá phiếu ủng hộ Tổng Trọng trong Bộ Chính trị vẫn chiếm đa số, áp đảo Tô Lâm. Điều đó cho thấy Tô Lâm muốn trảm ông Thưởng thì phải được sự đồng ý của ông Tổng. Nên nhớ, nếu Tô Lâm có khả năng lật lại hồ sơ thì tại sao Tổng Trọng và phe cánh lại không làm được? Chuyên gia Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Chính trị Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore, vốn là một quan chức ngoại giao của Việt Nam, từng cảnh báo họ, tức là Bộ Chính trị, phải đạt được sự đồng thuận khi chọn người kế nhiệm, nên có lẽ họ phải loại bỏ bất cứ ai chống lại người được ông Trọng chọn để thừa kế. Điều đó cho thấy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và phe cánh mới là phía phải coi chừng. Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc. Ông Tô Lâm được đánh giá là một trong những bộ công an quyền lực lớn nhất từ trước đến nay. Song Tô Lâm cũng là một bộ trưởng công an dính dáng đến tham nhũng và bảo kê tham nhũng chưa từng thấy. Việc ông muốn trở thành một trong tứ trụ để giành suất đặc biệt hoàn toàn không hề đơn giản. Điều tiên quyết là ông phải khống chế hay nắm chắc được nhân sự kế nhiệm ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu không, việc hồi tố như đã từng xảy ra với cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ diễn ra và lặp lại một lần nữa. Trong quá khứ, ông Tô Lâm từng dính đến một thương vụ đầy tai tiếng, đó là vụ Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG xảy ra vào năm 2015. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tại thời điểm Mobile Phone đề xuất mua AVG, thì hãng này đang thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng, âm gần 50% vốn điều lệ. Đây là một vụ tham nhũng đình đám, trong đó cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã nhận hối lộ lên tới 3 triệu đô la. Khi đó, Tô Lâm là Thứ trưởng Bộ Công an đã ký một thông báo đóng dấu mật để che giấu mối quan hệ của ông ta. Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã bị cáo buộc nhận một khoản hối lộ còn lớn hơn ông Nguyễn Bắc Son, nhưng Tô Lâm vẫn thoát tội. Câu hỏi đặt ra là vì sao vậy? Câu trả lời được cho là sau đại hội đảng lần thứ 12, khi đó Tô Lâm đã trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Dù là đệ tử của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng ông vẫn cung cúc phục vụ đắc lực cho Tổng Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022.
việc đặc vụ của Bộ Công an bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay giữa trung tâm thủ đô Berlin tại Đức vào tháng 7 năm 2017 là một minh chứng cho sự tận tụy của Tô Lâm đối với Tổng Trọng cũng như việc hệ thống tay chân mà cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cài cắm lại đã bị nhổ tận gốc. Đổi lại, Tô Lâm được Tổng Trọng tha chết. Đừng quên Tổng Trọng trước đây tha cho Tô Lâm được, thì nay yêu cầu hồi tố là việc còn dễ hơn ăn kẹo. Đó là lý do nhiều nguồn tin nội bộ cho biết đến phút 89 ông Tô Lâm dứt khoát không rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an theo sắp xếp của Bộ Chính trị. Điều khiến Tô Lâm lo ngại là trong trường hợp ông rời khỏi Bộ Công an để ngồi ghế Chủ tịch nước, rất có thể trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc sẽ nắm giữ chức này. Mà một khi ông Trạc nắm được Bộ Công an, ảnh hưởng của Tô Lâm sẽ nhanh chóng mờ nhạt và rất có thể ông sẽ phải nhận một kết quả giống như Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin Vì sao Tô Đại dứt khoát không chịu rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.